Minh Thành đã lên xe và xuống gần tới chân núi, nhưng có một cuộc điện thoại của một vị sư đang học chương trình tiến sĩ ở Myanmar trưa nay đến thăm Linh Huy. Vị sư này, khi mà chúng ta đi qua bên đó thì sư đã lo lắng cho đoàn mình rất là nhiều trong suốt 10 ngày. Thì thời gian rất là quý hiếm, sư mới ghé thăm, cho nên Minh Thành quyết định quay trở lại. Sư rất giỏi về tiếng Anh và Bali, và khi quay lại thì không có để cho thời gian uổng phí chúng ta tinh tấn tinh cần trong 3 tháng an cư trong sự tu học, quý trọng từng phút giây, dù cho mình có mệt nhưng cái pháp hỷ pháp lạc sẽ làm cho tan cái mệt nhọc nhỏ nhoi của thân xác. Hôm nay chúng ta học cái bài kinh đặc biệt lắm, rất là đặc biệt. Bài kinh có tên là Thù Diệu Sự. Thù là thù thắng, diệu là vi diệu, sự là sự việc, những cái sự việc vi diệu thù thắng là những cái sự việc đặc biệt nhiệm màu là Đức Thế Tôn truyền trao cho chúng ta. Qua cái bài kinh này mình sẽ xét nét được 2 điều. Thứ nhất á, là mình không có căn cứ vào cái năm ở trong chùa để mà tính. Đức Phật không có căn cứ vào cái thời gian mình ở trong chùa và cái tuổi hạ để mà tính. Không phải mình ở lâu trong chùa là như vậy là mình thành công, mà không có tính cái thời gian. Và cái điểm thứ hai á, là mình sẽ thấy được á, những cái yếu tố, những cái sự việc đặc biệt và thù thắng của một người tu. Nếu mà mình không có những yếu tố này thì ở một chùa cũng bình thường thôi, không có lợi ích lớn, không có quả báo lớn, không có thù thắng lớn, không có vi diệu lớn, và không có đưa đến sự thể nhập
thượng nhân pháp. Khi mà Đức Thế Tôn ở tại Savatthi trong vườn của ông Cấp Cô Độc, thì tôn giả Sa Lợi Phất buổi sáng đắp y cầm bát để đi khất thực. Thì ngài Sa Lợi Phất mới suy nghĩ giờ còn sớm quá, cho nên ngài mới suy nghĩ rằng đến cái chỗ của các du sĩ ngoại đạo ở thăm. Khi mà ngài đến đó đó thì các cái người này chào hỏi rồi đó, và bắt đầu nói lên cái câu chuyện: đời này hiền giả, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói vị tỳ kheo đáng được tán thán. Những cái ông du sĩ ngoại đạo này ông nói vậy đó. Nếu mà ai sống mà 12 năm mà hành trì cái hạnh thanh tịnh, giới hạnh trong sạch, thì như vậy là cái người đó rất là được mà khen ngợi, rất là được tán thán, rất là được tán dương. Thì ngài Sa Lợi Phất không có hài lòng, không có tùy hỷ, là ngài không có vui theo cái ý kiến đó. Mà ngài Sa Lợi Phất cũng không có chỉ trích, không có theo cái ý kiến đó, mà ngài Sa Lợi Phất cũng không có chỉ trích. Sau đó ngài Sa Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, và suy nghĩ rằng ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Cái này á thì mình cũng xét lại, không biết là lúc đó ngài Sa Lợi Phất có chứng thánh qua A-la-hán chưa. Vì ngài Sa Lợi Phất là chỉ còn 2 tuần sau khi xuất gia là thành tựu tứ thánh quả. Nhưng mà ở đây cho chúng ta một cái bài học hết sức là sâu sắc, một cái bậc trí huệ đỉnh cao và cái hàng thánh nhân, nhưng mà không có tự ý mà cho rằng mình hiểu, mình biết. Phải về trình bày lại Đức Thế Tôn rồi sẽ hiểu được cái ý chỉ thật sự của nó là như thế nào. Cái điều này là cái điều mà hết sức là sâu sắc trong sự học đạo. Bây giờ mình hiểu một chút á, hiểu một vài điểm nhỏ là mình cho mình biết rồi. Thành ra cái biết đó là nó đi theo cái tình thức, ý kiến cá nhân, và biết theo cái sai lầm, tà kiến. Một bậc trí huệ khi mà ngài Sa Lợi Phất còn ở ngoài đời đã là một cái nhà thông thái đỉnh cao của thời đó, là nổi tiếng khắp tất cả vùng. Mà huống hồ chi mà sau khi đã vào xuất gia rồi đó, dự vào những bậc hiền thánh. Nhưng mà một cái sự kiện xảy ra, người ta nói một câu như vậy thôi, nhưng mà sẽ vẫn suy nghĩ ta sẽ rõ biết cái ý nghĩa này từ Đức Thế Tôn. Mà cái này rất là nhiều ở trong kinh Tạng Nikaya gia, mình đọc là mình sẽ thấy nhiều lắm. Tất cả cái chuyện gì các tỳ kheo nói là về đánh lễ với Phật. Thế Tôn là lãnh đạo, Thế Tôn là căn bản của Pháp, Pháp là từ ở nơi Thế Tôn. Mà thỉnh Thế Tôn mình chỉ dạy rồi chúng con nghe và họ trì, và cái này hết sức là quan trọng, cho nên mới có ra hiền thánh tăng. Còn bây giờ mình học được một chút ít rồi, đó là mình tự suy diễn. Chính vì vậy mà nó không có mất hết thánh đạo thánh quả. Và đó chứng tỏ gì? Cái sự tôn kính đối với Đức Phật, đối với cái giáo pháp mà không có đủ, cho nên không phải là dự lưu. Hôm trước mình học rồi, một cái người mà đầy đủ tri kiến không thể không tôn kính bậc đạo sư, không thể không tôn kính pháp, không thể không tôn kính tăng, không thể không tôn kính thiền định. Cho nên những cái người mà không có đầy đủ sự tôn kính đối Phật, đối pháp, đối tăng, đối với thiền định, thì người đó chưa có đầy đủ tri kiến.
Mọi người đầy đủ tri kiến không bao giờ có cái đó. Tức là đầy đủ tri kiến là giữ luôn á, tu đầu hàng. Thành ra nó những cái này đó thực sự là nó sâu sắc vô cùng, mà mình phải chiêm nghiệm, chiêm nghiệm. Đó, một cái ý kiến như vậy thôi mà ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Đức Thế Tôn. Mà ngài Sa Lợi Phất là dạng nào, là người gì, không có dám vượt qua đạo sư, không có dám vượt qua Như Lai. Thành ra cái học của mình bây giờ hết sức là nguy hiểm, thật sự hết sức là nguy hiểm. Mình diễn một hồi nó ra nó thành mạt pháp, nó tới tượng pháp và mượn tượng rồi xong nó tới mạt pháp. Khi ngài về rồi, cái là đảnh lễ Thế Tôn rồi, trình bày hết cái câu chuyện như vậy. Bạch Thế Tôn, trong pháp và luật này có thể nêu rõ một tỳ kheo đáng được tán thán hoàn toàn do đếm số năm hay không? Trong pháp và luật này của Thế Tôn đó, thì có thể nêu rõ một cái vị tỳ kheo mà đáng được khen ngợi tán thán hoàn toàn do đếm cái số năm hay không? Đếm số năm tu á. Ngài Đức Thế Tôn mới nói: Ngài Sariputta, có bảy sự thù diệu này, sau khi với thắng trí ta tự chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Bảy cái việc thù thắng di diệu, tuyệt diệu, tuyệt vời, sau khi với cái thắng trí, cái trí huệ thù thắng, ta tự chứng ngộ, chứng đạt, an trú và tuyên thuyết. Bảy điều đó là gì? Thứ nhất, tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp và ở trong tương lai khát vọng hành trì học pháp. Đây là thù diệu sự thứ nhất của người tu. Ai mà có được cái tâm này, người đó là có được cái sự mà thù thắng di diệu, tha thiết hành trì học pháp. Cái tâm luôn lúc nào cháy bỏng, nồng nhiệt, thao thức khắc khoải, và luôn luôn thực tập hành trì những cái pháp mà mình đã học. Đó là thù diệu sự. Ở trong người đó nó có một cái đức tánh thù thắng di diệu của một người tu. Người đó là cái người đáng được tán thán trong hàng đệ tử của Thế Tôn. Tha thiết, một lòng, nóng bỏng, hot trong sự tu học chánh pháp, bừng cháy, rực cháy. Đó là lò hồng hừng hực nào dung tuyết. Nếu có lò lửa đó thì để tuyết vô nó tan hết. Ở trong lòng mình một cái sự nóng bỏng, nhiệt tâm, nhiệt tình đối với cái sự hành trì học pháp. Đó là thù diệu sự của Như Lai. Tự ta chứng ngộ, chứng tri, chứng đạt bằng thắng trí, và ta tuyên thuyết cái điều đó. Mình kiểm tra lại coi mình có cái này không, mà có được bao nhiêu. Một cái người mà có được cái tâm tha thiết hành trì học pháp là bất cứ chỗ nào, nơi nào, giờ khắc phút nào, họ cũng thực hành, thực hành, thực hành, thực hành cái pháp đã học. Chứ không phải mà tụng tứ niệm xứ, tụng xong rồi ra là rồi, không phải. Trong đó nói là sao? Tỳ kheo mà khi đi và rõ biết mình đang đi,
khi đứng rõ biết, đang đứng khi ngồi đang biết, rõ biết co duỗi cúi ngước rõ biết, đắp y ôm bác nói chuyện im lặng rõ biết, không lúc nào không rõ biết. Ba mươi hai thể trượt như thế nào rõ biết, niệm tứ đại, tứ đại hiện tại bên trong đất nước gió lửa nó vận hành như thế nào rõ biết. Thân như thế nào, sử dụng những cái tư thế oai nghi như thế nào rõ biết. Cảm giác như thế nào rõ biết. Tâm ở bên trong nội tâm như thế nào, có tham có sân có si hay là không, rõ biết. Xử lý, xử lý các pháp nó vận hành như thế nào rõ biết. Đó, tha thiết hành trì tứ niệm xứ, luôn luôn an trú trên cảm giác toàn thân và quán chiếu năm uẩn nhận diện, tha thiết học hành trì cái học pháp. Tha thiết, tha thiết chánh niệm trước mặt, cảm giác toàn thân, nội tâm tỉnh giác, tha thiết. Tha thiết tẩy rửa những cái cấu nhiễm, cấu quế, những cái che mờ ở trong tâm. Tha thiết đánh đuổi, trừ diệt, đoạn tận, tẩy sạch và chấm dứt. Tha thiết những cái gì mình đã học, tha thiết để mình hành trì. Cũng như hôm qua mình học hỷ vô lượng tâm đó, chiều mình ngồi thiền mình ứng dụng là có thọ dụng, sử dụng xài được, tha thiết chứ không phải học xong rồi rồi, không phải. Cho nên sáng lý thuyết, chiều cho thực hành, rồi ngồi luôn một tiếng mấy đồng hồ im phăng phắc hết. Mà tới chừng trình pháp rồi mới thấy là nó quằn quại, nó đau đớn, nó chiến đấu khốc liệt, mà thậm chí là tưởng đâu là chết luôn rồi. Mới ngồi có 1 tiếng 15 phút mà tưởng đâu là chết. Đó, học hành đi đôi với nhau, văn võ song toàn, chứ không phải nói cái miệng không. Thực hành lý thuyết và thực hành song song, văn võ, văn võ toàn tại, lưỡng toàn kỳ mỹ, có hình thức, có nội dung, có sắc, có hương, chứ không phải là cái hoa giả. Nhìn thì đẹp nhưng mà lại không có mùi hết đó, gọi là hữu sắc vô hương. Tha thiết, nhiệt tình, luôn luôn lúc nào một cái tấm lòng bằng tất cả tấm lòng của mình. Cất tất cả tấm lòng của mình vì cái pháp, hành trì cái pháp. Và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, tức là ngay hiện tại đó là tha thiết hành trì rồi, mà Đức Phật thêm và trong tương lai khát vọng hành trì học pháp, chứ không phải nói hiện tại không. Hiện tại khát vọng nhưng mà tương lai thì sao, vài bữa nó hết trơn rồi, tu năm ba năm nó không còn muốn tu nữa, không còn muốn ngồi thiền nữa, không còn muốn nghe pháp nữa, mà tương lai nó không có. Cho nên trí huệ của bậc thánh thêm và trong tương lai khát khao, khát vọng hành trì học pháp. Cái thứ hai là gì? Tha thiết quán pháp, ở trong tương lai khát vọng quán pháp. Hồi nãy là hành trì học pháp, bây giờ là quán pháp. Cái hành trì học pháp mà nói cho chính xác là những cái hoài nghi tế hạnh, những cái học pháp, cái phần giới hạnh ở bên ngoài đó. Tức là nói ngược trở lại, tức là cái người đó luôn luôn để ý cái giới hạnh, cái hoài nghi, cái cử chỉ của một người tu.
luôn luôn nhìn lại cái đi của mình, nhìn lại cái cách đứng của mình, cái cách ngồi của mình. Đúng học pháp người xuất gia không? Bắt chúng học của tỳ kheo, 24 hoài nghi của sa di, 10 giới, 8 giới, 5 giới của người cư sĩ. Và mình phải luôn luôn để ý thực tập. Đó là những cái học pháp mà mình không có cho nó rơi rớt, không có cho nó dừng lại, không có cho nó đứng lại một chỗ, mà nó phải tiến lên, bước lên cao. Rồi bây giờ nó tha thiết trong sự quán pháp. Quán pháp là đây là mình nói gọn lại trong tứ niệm xứ là quán pháp ở trên pháp. Mình thấy được các cái pháp nó vận hành ở trong nội tâm mình. Sắc nó vận hành như thế nào, tứ đại. Cảm giác nó vận hành như thế nào, các cái tưởng nó vận hành như thế nào, những suy nghĩ ở bên trong hành quẩn nó vận hành như thế nào, thức nó như thế nào. Có đam mê trong cái vị ngọt không? Có thấy được sự nguy hiểm và tác hại của nó không? Có đang bước ở trên cái đạo lộ xuất ly đi ra khỏi nó không? Phải thấy, phải biết. Đó gọi là quán pháp. Những cái này nó hơi chuyên môn cho người tu, cho nên mình nghe được cái gì thì mình nghe. Đây là cái cao cấp. Quán pháp mà phải tha thiết. Tha thiết cơ. Cho nên cái giờ ngồi thiền hôm qua đó, một tiếng mấy, thật sự là mình ngồi như vậy đó, mà mình thấy là có những cái lúc đó là mình không có bắt kịp cái thọ tưởng hành thức. Nó nhanh, nó vi tế, nó cực kỳ siêu nhanh, siêu vi. Những cái cảm giác, những nghĩ tưởng trong nội tâm của mình, mình muốn nhìn để mình thấy rõ được nó. Thật sự đó, nếu một người mà không có nhiệt tâm, không có tha thiết, không có sự thiền định, không thể nào mà thấy được. Không thể nào thấy một cách mà gọi là tuệ tri, tức là mình biết đúng sự thật nó là như vậy. Không thể. Đối với một cái người buông lung phóng dật, biến nhát hướng ngoại, không thể. Không có sự nỗ lực cố gắng, cho nên tiếp dưới sẽ có cái phần tinh cần tinh tấn. Là không thể. Thật sự nó cực nhanh. Những cái suy nghĩ của mình nhiều khi là mình bắt đi theo không có kịp. Các cái tưởng của mình đi theo không kịp. Nó vượt qua cái hồi mình ở sau đuôi không, mà một hồi thì nó chạy nó mất tiêu rồi, hồi mình nhớ là không biết nãy nghĩ cái gì nữa. Mà ngay trong lúc mình đang ngồi thiền đó, là cái lúc mà mình toàn tâm toàn ý để chú ý nhìn đó, mà mình lơ là một chút xíu thôi là nó qua mất tiêu. Chứ đừng nói chi là mình mắt tai mũi lưỡi thân đó, mình phóng hướng ngoại suốt ngày thì làm sao mà mình thấy được nội tâm. Hết sức là sâu sắc. Mà mình không thấy được nội tâm thì làm sao mình thấy được trong đó là cái thứ gì? Cấu nhiễm, rác bẩn, lậu hoặc, những tham, những dục, những ái, những sân hận, những bản ngã, những vô minh, chấp thủ đầy dẫy ở trong đó. Nếu mình không nhìn thì làm sao mà mình phát hiện, mình thấy? Mà nhìn còn không thấy nữa, phải cái người mở mắt mới thấy. Phải cái người phải được hướng dẫn thành tựu cái trí năm quẩn. Còn nếu không nhìn là nhìn nó lung tung hết trơn, một đống xà bần, là một cái rối nụ như vậy, một coi như là tơ dò vậy, nó chỉ rối một chùm như vậy, là làm sao biết cái mối nó nằm chỗ nào? Hết sức không? Hết sức là sâu sắc như vậy không? Cho nên chúng sanh không có đi ra khỏi được. Này các tỳ kheo, ta cùng các ông đã dài lâu ở trong cái đêm trường của vô minh và tham ái. Do hôm nay giác ngộ được tứ thánh đế cho nên mới chấm dứt. Do giác ngộ được ý chí năm uẩn, do thành tựu được cái thánh trí,
Do nhìn thấy được nội tâm, tự thân tự tâm của mình. Thành ra thật sự là hết sức là khó khăn đối với một cái người mà vô văn phạm vô thì không bao giờ có cái cơ hội, ngay cả xuất gia chứ đừng nói, không có cái cơ hội để mà vượt thoát. Đối với một cái sự mà nó biến diệt kinh khủng như vậy, mình đã học một cái bài kinh rồi. Là một hôm đó Ngạ Nan á đi ở ngoài thành phố, ngoài chợ trở về, thưa Bạch Thế Tôn, hôm nay ở ngoài kinh thành có một cái người này bắn cung hết sức là giỏi. Tức là cái người nọ họ bắn cái cung mà cái ông kia ông nhảy lên là ông chụp được cái cung đó. Cái ông này đó là ông bắn một cái cung mà ông bắn nó xuyên qua vô cái lỗ khóa đó. Cái lỗ khóa của cái cửa đó thì ông bắn cái cung mà nó xuyên qua cái lỗ khóa của cái cửa đó. Nghe Nan nó khen Đức Phật, nói với Đức Phật là bắn hay quá. Đức Phật nó nè Nan, nếu như có một cái người bắn cung mà đồng thời như vậy bắn lên bốn hướng, bốn người bắn như vậy, mà có một người này nhảy lên mà chụp một lượt bốn cái mũi tên, thì như vậy có nhanh không? Này nè, nó dặn Bạch Thế Tôn, nếu mình chụp được một mũi thôi thì vậy là cũng nhanh lắm rồi. Này nhảy lên chụp một lượt bốn mũi, bốn mũi tên, như vậy là rất là nhanh. Đức Phật nói cái người chụp được bốn cái mũi tên cùng một lúc đó chưa phải là nhanh bằng cái sự mà nghĩa là vận hành của mặt trời mặt trăng. Rồi cái vận hành của mặt trời mặt trăng nó nhanh như vậy đó mà nó cũng không bằng thần thông của chư thiên. Mà thần thông của chư thiên mà siêu việt nhanh như vậy đó, mà chúng ta đã nhớ rất là nhiều lần rồi, trong khoảng co duỗi cánh tay Đức Thế Tôn mới khởi nghĩ thôi là Phạm Thiên Sambati là quỳ trước mặt rồi. Trong một cái ý niệm mới vừa khởi nghĩ thôi, Đức Thế Tôn khởi nghĩ là muốn không có thuyết pháp. Cái pháp này thậm thâm di diệu quá, nói chúng sanh không có hiểu. Muốn vào cái trạng thái vô vi tịch diệt của Niết Bàn. Thì lúc đó là trước mặt là Phạm Thiên mà vua đứng tự tại, ta bà chủ là vị vua trời tối cao, là quỳ trước mặt thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì như vậy cái độ nhanh của mà thần thông của chư thiên thì nó cỡ mức độ nào? Vậy đó mà Đức Phật nói nó chưa có nhanh bằng sự biến diệt của thọ hành. Cảm giác và suy nghĩ, nó cho đầy đủ cho cả thọ tưởng hành thức. Nó nhanh siêu khủng, siêu nhanh, siêu vi, siêu tốc. Tất cả những cái siêu ở thế gian này không có nào siêu nổi bằng cái này. Và nếu một cái tâm mà không có ý định bén nhạy, sắc bén và quan sát, làm sao mà mình thấy được? Cho nên cái vợ thiện của mình là cái vợ quán tâm ở trong tâm á, nhìn thấy được cái sự vận hành và sanh diệt. Cái này hết sức là tầm sao quán pháp. Thấy được thọ tập khởi và thọ đoạn diệt, cái cảm giác nó sanh khởi lên và nó chấm dứt, nó an trú như thế nào. Thấy được các cái hình bóng ở trong nội tâm mình, các cái tưởng nó sanh khởi lên rồi nó an trú rồi nó chấm dứt làm sao. Thấy được cái suy nghĩ của mình nó sanh khởi lên rồi nó diễn tiến như thế nào rồi nó chấm dứt như thế nào. Hành ổn. Thấy được cái thức nó sanh khởi lên và nó chấm dứt như thế nào. Thật sự là hết sức khó. Nếu mà không có được hướng dẫn ở trong cái trí năm uẩn này, mà không phải là một cái người mà gọi là điêu luyện thuần thục
lão luyện. Làm sao mà thấy nổi? Chết hết. Chết hết. Chết hết ở trong cái tư tưởng đó. Cho nên cái quán pháp, tha thiết quán pháp, để thấy được thực sự cái bộ mặt của cái sự vận hành ở bên trong. Phải nhìn thấy được năm triền cái trong cái phần quán pháp. Ai đọc cho thầy nghe phần quán pháp trong tứ niệm xứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch trên quý thầy cùng toàn thể đại chúng. Con xin phép được đọc phần quán pháp trên các pháp trong kinh Tứ Niệm Xứ. Này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo quán pháp trên các pháp? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo với tâm có ái dục, tuệ chi nội tâm tôi có ái dục, hay nội tâm không có ái dục, tuệ chi nội tâm tôi không có ái dục? Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy. Và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy? Hay tỷ kheo nội tâm có sân hận, tuệ chi nội tâm tôi có sân hận? Hay nội tâm không có sân hận, tuệ chi nội tâm tôi không có sân hận? Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với sân hận đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy? Hay tỷ kheo nội tâm có hôn trầm thùy miên, tuệ chi nội tâm tôi có hôn trầm thùy miên? Hay nội tâm không có hôn trầm thùy miên, tuệ chi nội tâm tôi không có hôn trầm thùy miên? Và với hôn trầm thùy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với hôn trầm thùy miên đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với hôn trầm thùy miên đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy? Hay tỷ kheo nội tâm có chạo hối, tuệ chi nội tâm tôi có chạo hối? Hay nội tâm không có chạo hối, tuệ chi nội tâm tôi không có chạo hối? Và với chạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với chạo hối đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với chạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy? Hay tỷ kheo nội tâm có nghi hoặc, tuệ chi nội tâm tôi có nghi hoặc? Hay nội tâm không có nghi, tuệ chi nội tâm tôi không có nghi? Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy? Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ chi như vậy? Như vậy này các tỳ kheo, là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Lại nữa này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi? Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo có niệm giác chi
Tuệ chi nội tâm tôi có niệm giác chi, hay nội tâm không có niệm giác chi, tuệ chi nội tâm tôi không có niệm giác chi. Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ chi như vậy. Và với niệm giác chi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ chi như vậy. Và với niệm giác chi đã được đoạn diệt, và với niệm giác chi đã được tu tập viên thành, vị ấy tuệ chi như vậy. Tỷ kheo, hay tỷ kheo, nội tâm có trạch pháp giác chi, hay nội tâm có tinh tấn giác chi, hay nội tâm có hỷ giác chi, hay nội tâm có khinh an giác chi, hay nội tâm có định giác chi, hay nội tâm có xả giác chi, tuệ chi nội tâm tôi có xả giác chi, hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ chi nội tâm tôi không có xả giác chi. Và với xả giác chi chưa sanh, và với xả giác chi đã được tu tập viên thành, vị ấy tuệ chi như vậy. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các pháp. Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay sống quán pháp trên các nội pháp ngoại pháp, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sống quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp, có những pháp ở đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán pháp trên các pháp đối với bảy giác chi. Xin chào, pháp tài lớn đi, lớn lên, lớn dài. Hãy học theo cái gương của sư huynh đó. Như vậy cái phần quán pháp á, là đầu tiên là quán năm triền cái. Cái đó là quán gì? Sáu nội ngoại xứ. Rồi kế đó bảy giác chi. Rồi kết thúc chưa? Quán gì nữa? Năm thủ uẩn. Rồi gì nữa? Bốn thanh đế. Hay lắm. Phải thấy được pháp rồi phải biết thật sự cái ân đức vĩ đại của Thế Tôn. Đức Phật đưa ra hết tất cả các pháp, đưa ra cái đạo lộ xuất ly, mà đánh phá hết tất cả những cái ngõ ngách hiểm hóc của sào huyệt, vô minh, tham ái và chấp thủ, mà một chúng sanh không thể nào mà nhìn thấy được. Bây giờ nói cái sáu nội ngoại xứ thôi là mình thấy khủng khiếp rồi. Mình phải quán với con mắt này nè, là vô thường. Con mắt này là cục thịt, máu, gân, đồng tử. Nó còn phóng đại chẳng nó mới chớp được. Nó không còn phóng đại là nó rứt đứng đơ, nó không có chớp. Thấy không? Mình chớp mắt vậy này, nó có gió trong này là nội phong. Nội phong đại cho nên nó mới cử động được, nó chớp. Rồi mình có gió đó thì ở trong này động rồi mới nói phát ra âm thanh được. Chứ trong này mà cái địa gọi là cái nội phong đại mà nó gì, dừng, nó diệt rồi. Làm sao nói? Trên quán sáu nội xứ là sáu chỗ bên trong, sáu ngoại xứ là sáu chỗ bên ngoài. Sáu chỗ bên trong là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu chỗ ngoài là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, là sáu nội ngoại xứ. Sáu chỗ bên trong và sáu chỗ bên ngoài. Thì như vậy mỗi một chỗ như vậy nó có một cặp
cặp đôi, mắt thì với sắc. Con mắt nó đã vô thường, nó đã là một cái cục thịt như vậy rồi. Các sắc, đối tượng của con mắt cũng là vô thường, cũng là biến hoại. Rồi cái nhãn thức ở bên trong, cái sự rõ biết các sắc cũng là vô thường. Lại pháp duyên sanh, do có con mắt, do có các sắc khởi lên nhãn thức, cái sự rõ biết các sắc. Ba pháp này nó hội tụ, nó giao thoa lại với nhau, gọi là nhãn xúc, sự tiếp xúc của con mắt. Từ cái sự tiếp xúc nó sanh khởi là cái cảm giác, sanh khởi lên cái cảm giác của cái sự tiếp xúc từ nơi con mắt đó. Thì cái cảm giác đó làm sao mà thường được, làm sao mà thiệt được. Nhưng mà do vậy mình không có quán pháp, mình không có tha thiết quán pháp, mình không biết pháp mà lấy gì quán. Mà mình quán mà mình không có quán chính xác, quán mà mình không có tha thiết, làm sao mình thấy được cái duyên sanh pháp vận hành của nó. Mà mình không thấy được là mình mê đó. Mê với cái con mắt, mê với các sắc, mê với cái nhãn thức, cái sự rõ biết. Rồi mình mê với cái sự tiếp xúc của con mắt. Rồi mình mê với cái cảm thọ mà khi tiếp xúc. Rồi mình ưa thích cái cảm thọ đó. Rồi mình bị cái cảm thọ đó nó trói buộc. Trói buộc. Bây giờ mình quán pháp là để mình thấy rõ từng cái, từng cái, từng cái, từng cái vậy đó. Nó thấy rõ, phân tích ra từng cái, từng cái, từng cái. Để mình gỡ ra từng cái mắc xích. Cũng như bây giờ đây là cái bàn này, mây này, làm bằng cái cây mây. Thấy không, mới chạm nhẹ thì nó rung rinh này nè. Đó, bây giờ mình nhìn thấy nó đẹp vậy, nhưng mà mình mở ra từng từng cái cọng thì nó không còn bàn nữa. Hoặc là do cái trên này nó sập xuống hay sao đó, nó gãy ra từng đoạn ngắn ngắn vậy đó. Thì quán pháp là gì? Là mình mở từng cái ra. Mình mở từng cái ra để mình nhìn thấy từng cái bộ phận lắp ráp của nó vậy. Giống như đây là cái áo này, mình nhìn thấy ở cái áo màu này màu kia đẹp bằng loại giải gì. Nhưng mà khi mà với mình đó là mình bứt nó ra, xé nó ra, mình lấy từng cái sợi chỉ ra, thì lúc đó không có. Nó sự kết hợp, sự lắp ráp. Và khi mà nó lắp ráp vô một cái rồi đó, thì lúc đó mình mê. Mình mê cái hình ảnh của cái sự lắp ráp đó, mà mình không biết cái chất liệu trong cái sự lắp ráp đó là cái gì. Cho nên mình quán nghĩa là tứ đại là gì? Những yếu tố để cấu thành các cái sắc. Và khi mình nhìn thấy được yếu tố đó rồi, mình không còn mê nó nhiều nữa. Yếu tố cũng như nếu mà mình bây giờ nó là, nếu mà mình mổ ra như vậy mà mình nhìn thấy phèo phổi ruột bao tử la lách dạ dày, rồi nghĩa là phân nước tiểu mủ máu mỡ rồi bên trong, rồi mình nhìn thấy mình ớn rồi. Nhưng mà lắp ráp lại cái này là tấm da phủ lên rồi xong, mai rồi lại cái vài bữa nó làm cái cắt chỉ. Cái thì mình không thấy gì trong trơn, cái mình ồ trời coi cũng được, đẹp thước tám, trắng trẻo, dễ thương, bụng sao muối, hay là chân dài, eo thon, tóc mượt mà, chứ nó nghe nói là theo bắt đầu rồi đó, nó thọ nó sanh khỏi, là mình chết rồi. Mình chết ở cái chỗ gì? Ở cái chỗ có vẻ bề ngoài đó, mà mình không thấy được cái yếu tố cấu thành, cấu tạo làm nên nó là cái gì. Mà quán pháp là để mình thấy cái chỗ sâu xa, thấy được cái chỗ sâu xa đó. Có một cái chuỗi như vậy, nó có lỗ tai tiếng cũng vậy, lỗ mũi mùi cũng vậy, lưỡi đối với vị cũng vậy. Phải quán pháp, mà quán một cách gì? Tha thiết. Nhớ hai cái chữ tha thiết.
Tha thiết hai cái chữ này quan trọng. Thù diệu sự là ở cái chỗ chữ tha thiết á. Chứ còn không có tha thiết thì không được. Cho nên thứ ba là gì? Tha thiết nhiếp phục lòng dục. Đây là thù diệu sự đó, không phải giỡn chơi đâu. Mọi người đó phải tha thiết nhiếp phục cái lòng dục, cái sự tham muốn, tham dục, tham ái. Cái dục nó rộng, dục ăn, dục ngủ, dục nghỉ, dục ở, dục nói, dục đi chơi, dục hưởng thụ, đủ thứ. Như nãy giờ thì chạy lên rồi thì vô thất thì đóng cửa rồi thì leo lên võng thì nằm thì đưa không sướng sao? Thì lộ bộ xuống rồi bộ lên mồ hôi đổ ướt áo hết á. Nó cũng muốn vậy nên nó thầy vô thất nằm nghỉ. Thì cái dục đó mình thấy được, nhiếp bột lên giảng pháp. Còn sống còn làm. Nhiếp phục tha thiết, nhiếp phục. Nó ví dụ nhỏ đó thôi, nó tự chạy nước mắt rồi cả. Vì vậy phải nhiếp phục. Chứ đâu phải một cái thô kệch của phàm phu pháp, những cái nhỏ 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 mình phải thấy. Cho nên mình đã học với cách diệt dục đó, là phải thấy được dục. Mình phải thấy được ở trong cái cảm giác của mình. Nó muốn sao? Nó muốn khỏe, nó muốn nghỉ, nó muốn thoải mái, nó muốn chơi. Nó không có muốn cực khổ mà ép vô khuôn phép này nọ kia, nó bực mình lắm, nó không muốn. Cái dục nó không muốn, cái ái nó không muốn, cái ham hưởng thụ nó không muốn, nó muốn cho nó phải. Giờ cái vụ kêu về học cũng thấy nhiều khi cũng hơi mệt rồi đó nha. Cái giờ này tự nhiên giờ kêu về nhìn sâu lại có đó, không phải không có đâu, đừng có vội nó thề ơi con đâu có. Không, nhìn sâu lại đi, có đó, khai thiệt đi, khai thiệt, thấy chưa, nó khó chịu liền ha. Mà mình phải nghe được cái tiếng nói của nó, đó là tiếng nói của nó đó, tiếng nói của ái. Vậy như lắm mình như lý tất ý mình đánh nó liền. Mình đi vô đây tu rồi để cậu học cậu pháp, tại sao giờ học pháp giờ mình lại nói vậy, mình lại suy nghĩ vậy, đánh lưỡi liền. Thì đó là thù diệu sự đó. Kỳ tích đó là xác lập kỷ lục của tâm linh, là kỳ tích của tu hành, là sự tha thiết nhiệt tình trong học pháp. Mình có thể là hạ gục hết tất cả những cái tên giặc mà nó muốn xâm chiếm ở trên cái bước đường mà thành tựu thánh trí giác ngộ của mình. Mình đập đổ, mình nghĩa là rò dán tụi nó hết, hạ gục hết, móc kiếm ra. Không có một cái tên nào mà có thể mà thở thẻ thầm thì mình thủ thủy thở than với mình chát nhức đau lưỡng đoạn, một dao là hai khúc. Thì lúc đó mình mới trở thành dũng sĩ trong Phật giáo, ở kinh chiến sĩ đó mình học rồi đó. Phải vận dụng hai cái chữ thiết tha này, nhiếp phục lòng dục. Thí dụ như bữa nào đó mình ngồi mình nghe pháp mà nó tới giờ ăn mà lố à, 11:15 mà bên mình học tới 11:30 trong đó nhất định là nó muốn nó đi ăn cơm chứ, thì cái đó là dục nhiếp phục. Bây giờ mình nói với nó là bây giờ ngồi đây tới 2 giờ cũng được, nó ăn 40 năm mà mày cũng đâu có thỏa mãn đâu, mày ăn 40 năm rồi mày đâu có thỏa mãn đâu, mày ngủ 35 năm rồi mày cũng đâu có thỏa mãn đâu. Đó là thù diệu sự, xác lập kỷ lục. Phải có cái thái độ tu tập như vậy thì mình mới chinh phục, chiến thắng. Còn nếu không là mình chết liền, mình gục ngã ngay thôi. Không phải nó đo dán mà mình đo dán. Mình tới ạch 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 từ sáng tới chiều tới tối tới khuya.
Thậm chí đang ngồi vô bồ đòn đó mà thấy ạch ạch đó chứ, chứ không phải ngồi bồ đòn là ngon đâu. Ngồi vô nó mà nghe theo lời nó hết à. Thì nó là đà lên cái mình không có chống, mình không có chống đói, mình cứ để cho nó xâm chiếm luôn. Mình biết, sao mình không biết được? Nó không biết là sai. Khi một cái cơn hôn trầm nó bắt đầu nó tới đó, rồi lúc đó mình biết. Nhưng mà mình á chiều theo luôn. Thấy khủng khiếp không? Mình để cho nó xâm nhập luôn. Cho nên mới có hiện tượng ngồi gục lên gục xuống đó. Tức là con người yếu hèn, nhu nhược, hạ liệt ở trong pháp của Như Lai. Và con người đó mãi mãi không có thành dũng sĩ, chiến sĩ được. Không thể thành bậc chiến thắng được. Đức Thế Tôn được gọi là bậc chiến thắng. Các vị A-la-hán được gọi là sát tặc. Bây giờ mình ngồi đó rồi mình nó xuất hiện rồi mình cũng biết rồi, mình để cho nó làm chiếm. Rồi bây giờ trạo cử nó xuất hiện mình cũng biết vậy. Cái sự mà dao động của thân mà mình biết chứ, nhưng mà mình cũng để cho nó luôn. Rồi tham ở trong lòng nó sanh khởi lên cái dục tham, trong những cái tưởng, trong những cái hành suy nghĩ, thì mình để mình đi theo nó luôn. Thì như vậy đó, thấy chưa? Khủng khiếp không? Đó là những cái rất là vi tế sâu sắc mà người tôi phải nhận ra thù diệu sự, những cái sự quán pháp tha thiết ở trong sự nhiếp phục lòng dục, ở trong sự quán pháp. Cho nên là mình đang ngồi vậy, cái nó kêu mình, cái mình đi vô phòng mình ngủ à. Đang ngồi thiền với đại chúng vậy, nó kêu cái đi nghe lại thì vô nằm leo lên ngủ. Coi con ngu không? Tại không? Là vậy, là mình là trở thành đệ tử của dục. Cái gì nữa? Nó kêu là mình nghe liền á. Mình không phát hiện ra kẻ thù, mình không biết nó là kẻ thù, mà mình lại nhận nó làm bạn. Rồi mình riêu nghe lời, rồi mình làm cho nô lệ cho dục. Mà vậy mà ai nhắc nhở nói cái là mình sân si, là trồng thêm một cái tội nữa. Trồng thêm một cái tội nữa cho nên nó không có thành tựu trí huệ. Cho nên cái quán pháp này nó sâu sắc, tuyệt diệu lắm. Mà nó đã lắm, khi mình thấy nó được rồi mình nhiếp phục rồi mình sướng. Sướng lắm, hạnh phúc lắm, mình cười. Ta thấy mi rồi nha, đừng có giỡn chơi à. Đừng có giỡn mặt với ta à. Đừng có lãng chạng ở đây là một hồi là coi như là cái lông mũi ăn đầu, cái lông mũi ăn trầu, cái đầu sư thuốc, ta đập bể mặt á. Phải thấy được những cái dục ái tham nó sanh khởi trong nội tâm, cái sân hận, cái bản ngã. Và thấy cái nào là những cái mà ranh ma, tráo ngụy, xảo ngụy ở trong đó. Xảo quyệt ở trong đó. Nó ghê gớm lắm. Nó ghê gớm lắm. Mà mình không biết đâu. Nó coi như là nó giết mình một cách ngọt liềm, ngọt xơ, ngọt như đường mát, ngọt gì vậy? Ngọt như đường cát mà mát như đường phèn á. Ngọt mặt chết rồi đó. Mình chết ở trong cái sự cam tâm tình nguyện. Không biết gì hết. Đó là vô minh, không thấy được các pháp, không biết được nhiếp phục lòng dục, không tha thiết trong sự nhiếp phục lòng dục. Thành ra đó, cho nên đó, mấy huynh đệ mới thấy được mà muốn mà thành tựu cái chánh di kiến của bậc tu đạo hoàng đó, không có phải nói mà chuyện đơn giản như mình nghĩ, mà cái đơn sơ đâu, không phải. Mà cái bậc mà hướng dự lưu thôi mà cũng không phải vậy đó. Chứ mình đừng có nghĩ rằng là mình học được chút đỉnh, mình nghĩ là cái thánh quả là cái chuyện đơn giản đâu, không phải. Cái thành tựu mà cái chánh tri kiến là khủng khiếp lắm. Một cái sự nỗ lực mà tinh tấn mà nghĩa là cùng cực. Vậy là thiết tha nhiếp phục lòng dục, và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục. Phải nhìn ra hết tất cả những cái mánh khóe, những cái thủ đoạn, những cái nghĩa là kỹ xảo, phải không? Bây giờ Photoshop làm rất hay, kỹ xảo.
Mình tin vô đó là mình chết liền. Mình thấy vậy mà mình tin vậy là mình chết ngay. Chết ngay. Nhìn vô đó mà một cái người mà chuyên nghiệp về Photoshop là nhìn vô biết cái tấm hình này có chỉnh sửa rồi này. Cũng vậy trong nội tâm mình, một những cái tiếng nói êm ả, ngọt ngào, dễ chịu và những cái lời biện minh hết sức là chánh đáng mà mình không có nhìn sâu xuống nhiều lớp nữa là mình chết ngay. Ác ma đó nó hạ gục mình liền, nó hạ gục mình liền, nó kêu cái là chạy ra bỏ lọc liền đó. Nó chuyện giỡn đâu, phải nhìn sâu xa xuống nhiều lớp ở dưới coi coi cái gì trong nội tâm mình là một sự khủng khiếp, một sự khủng khiếp mà vô văn phàm phu không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Nếu mà không gặp bậc chánh đẳng chánh giác mà xuất hiện ở thế gian này, nếu mà không có một cái người mà học tu đúng theo cái con đường Nikaya mà Đức Phật dạy là một sự dối lừa kinh khiếp tràn trề cái vũ trụ này trong bóng đêm, mà như thế là nó dẫn mình đi nhiếp phục lòng dục, và trong tương lai khát vọng nhiếp phục lòng dục, tha thiết thiền tịnh trong tương lai khát vọng thiền tịnh. Cái chỗ này là chính bản thân mình thành là sám hối rất là mạnh rất nhiều. Hồi xưa cách đây vài năm học được chút, biết được chút, cái nó dẹp khỏi ngồi thiền tưởng là mình ngon rồi. Mà còn tự hào nữa chứ. Bây giờ mình mới thấy cái đó là quả thật là vô minh si mê. Mình đọc trong Nikaya có lúc nào buổi chiều Đức Thế Tôn từ thiền tịnh đứng dậy, bậc chánh đẳng chánh giác đó mà mỗi ngày đều phải ngồi thiền. Chứ không phải mình nói mà muốn mình thành Phật rồi đã rồi nha, khỏi cần thiền, khỏi cần gì hết, tối ngày mình chỉ độ người ta thôi à. Nghĩ theo cái kiểu dục của mình đó, kiểu tham của mình, kiểu ái của mình, không phải. Đức Phật là tùy cái nhân duyên, cái người nào mà đáng được độ và có thể độ, và cái người đi tới muốn tìm học thì ngài mới nói pháp. Thậm chí trong một cái chúng hội đó mà có một cái người mù và không có nói pháp, gọi là thiếu căn và không nói pháp, không nói. Tại vì khi nói pháp người đó không hiểu, thí dụ như nói đó còn mắt gì như sắc cả nhãn thức, họ không đâu biết, họ đâu có thấy đâu, họ không có nói. Thành ra không phải là dự định dự toán kế hoạch này nó làm này nó kiếm thái dục. Rồi bây giờ mình đó người ta lại tên đang nỉ đó để tiệc cúng dường đó, những cái chỗ những cái nơi thành lập mà chưa chắc gì đó mà nhận, mình phải suy xét thật là sâu sắc. Chứ không phải mình đi tìm mình đi xin, không phải, mình đi kiếm, mình phải thật là sâu sắc ở cái chỗ này, hết sức là sâu sắc. Cho nên cái thiền tịnh là tha thiết thiền tịnh, những cái giây phút mà mình thành về mà ngồi bên huynh đệ đó hạnh phúc lắm, tuyệt vời lắm, bình an kỳ diệu, không có diễn tả nên lời. Không khí hậu thì mát mẻ, phải không, gió thổi cành trúc sạc xào, phong linh vang vọng, chim thì hót, mây thì bay, thầy trò huynh đệ cùng tu chánh pháp, dầu có năm ba người thôi nhưng mà thiệt sự là cái hỷ lạc là bất khả tư nghị, hy hữu vị tận hữu, chưa từng có ở trong cái thế giới hiện tại hiện đại này. Thiền tịnh, tha thiết trong sự thiền tịnh, phải quý trọng cái giờ phút thiêng liêng cao quý quý báu nhất của cuộc đời tu mình, là cái giờ ngồi nghe pháp và ngồi ở trên bồ đoàn.
Cái giờ đó mà mình không quý thì mình quý cái giờ nào? Cái giờ đó mà mình không tu thì mình tu cái giờ nào? Cái giờ đó mà mình không học thì mình học cái giờ nào? Là mình đi xuất gia để làm gì? Tuyệt vời. Tuyệt vời. Thù diệu sự. Đây là thù diệu sự. Cái việc mà thù thắng vi diệu, hy hữu vị tằng hữu pháp, hiếm có, chưa từng có ở trong cái thế giới hiện đại này, bất khả tư nghị. Để cho chúng ta có mặt trong giây phút này, cho nên phải tha thiết ở trong cái thiền tịnh. Hãy rảnh mà không có tu, không có học, không có công việc là cứ bắt chân lên ngồi, ngồi hoặc trong thiền đường, hoặc dưới gốc cây, hoặc ở trên mỏm đá, cứ việc ngồi soi rõ, nhìn lại. Tha thiết, đó là thù diệu sự mà. Tại vì tất cả mọi người đều nó chạy ngoài, nó nhìn ngoài, kiếm ngoài, nghe ngoài, tiếp xúc ngoài. Mà bây giờ mình nó quay trở lại, mình ngồi lại để mình nhìn rõ lại mình tự thân. Cái đó là thù diệu rồi, thù thắng rồi, vi diệu rồi. Mà mình còn tha thiết trong cái điều đó. Chứ không phải mình ngồi làm dáng, làm tướng, mình ngồi đang chụp hình thì nó khác. Dù thấy người ta đông đông có leo lên, thấy biết gần đi tới chỗ rồi leo lên ngồi, cái đó khác. Giả trang thiền tướng. Thật sự phải tha thiết trong sự thiền. Thiền tập sự an tịnh. Đó, hay lắm. Buổi sáng mình thành ngồi ngoài cái hành lang ở trong thất á, ngồi vậy mà tại chung quanh bọc kiến đó, thì ngồi vậy là có một cái bóng ngay trước mặt, xong có một cái bóng ở bên cái tay phải, xong rồi có một cái bóng bên tay trái mà nó pha trộn chung với chút xanh. Thì như vậy ngồi như vậy là bốn ông mà không biết cái ông nào là mình. Ông ngồi đây, cái bóng gọi qua đây, cái bóng gọi qua đây, rồi cái bóng gọi qua đây, mà tất cả mọi cái đều là cái bóng. Rồi trong tâm mình có thêm một cái bóng nữa, là tổng cộng năm cái bóng. Năm cái bóng ảo ảnh của thân kiến. Có sự trống rỗng và sự lừa gạt này, sự dối lừa trong mấy mươi năm qua, sự điên đảo, sự dục tham ái, sự khốn khổ khốn cùng, với những cái bóng này, bốn năm cái bóng này, và khổ đau tìm kiếm, tìm hoài cho đến mệt mỏi nhọc nhằn, đến suy hao cạn kiệt suy lão. Bây giờ phút này mình ngồi là mình không đi chạy nữa, không tìm kiếm bình an. Bình an, đại bình an. Ta ngồi đây, ta ly tham đối với tất cả sắc chất của cuộc đời này. Ta ngồi đây, ta ly tham đối với tất cả cảm giác cảm thọ trong thân thể này. Ta ngồi đây, ta ly tham đối với tất cả những hình bóng bên trong nội tâm này. Ta ngồi đây, ta ly tham, ta lìa tham, ta không còn ham thích đối với tất cả những suy nghĩ, những lời nói lầm thầm ở bên trong này nữa.
ta ngồi yên lặng ở đây, ta ly tham, ta không còn tham muốn để chạy theo những cái tri thức, những cái kiến thức, những cái nhận thức, những sự rõ biết bên trong sáu thức này. Đây là dáng ngồi bất động tối thượng. Ta ngồi đây, ta quán chiếu thực tính của sắc thọ tưởng hành thức. Ta ngồi đây, ta tuệ tri năm cái đống vô thường này. Ta ngồi đây, ta thấu triệt cái bản chất của tứ đại ngũ uẩn này. Ta ngồi đây, ta nhìn kỹ, nhìn rõ, nhìn xuyên, để ta từ bỏ nhàm chán, chấm dứt cái dòng tái tục của đạo điên. Ta ngồi đây, ta ngồi đây, ta ngồi đây bất động. Tha thiết trong thiền tịnh, hãy tha thiết trong sự tĩnh lặng, hãy bớt dao động, bớt loạn động, rồi ta sẽ thấy được cánh cửa bất tử sẽ mở ra ở trước mắt ta. Này các tỳ kheo, hãy dán tâm vào tĩnh mặc, dán tâm vào tĩnh mặc, các ông sẽ thấy được sự tập khởi và sự đoạn diệt của năm thủ uẩn. Dán tâm vào tĩnh mặc cũng có nghĩa là dán tâm vào thiền tịnh. Cái chữ tĩnh mặc đó chỗ khác dịch là thiền tịnh. Chỉ nói bàn về pháp, còn ngoài ra yên lặng. Khi nói là bàn về thánh pháp, còn khi im lặng là thiền tịnh. Đừng có để cho những cái sự dao động của cái thói quen tập khí lăng xăng và có những cái cử chỉ phàm phu nhiều, tập cho mình tăng lăng lăng, tăng thượng cái đức hạnh thanh cao. Tha thiết tinh cần tinh tấn, và trong tương lai khát vọng tinh cần tinh tấn. Tinh tấn chưa đủ, tinh cần chưa đủ mà còn phải tha thiết. Tha thiết, một cái tâm nhiệt quyết tha thiết bằng tất cả tấm lòng của mình trong sự tinh tấn, tu học, hành trì. Tinh tấn trong sự tứ chánh cần. Thiện pháp chưa sanh làm cho sanh khởi, thiện pháp đã sanh làm cho lớn mạnh phát triển quảng đại.
ác pháp đã sanh phải trừ diệt, ác pháp chưa sanh đừng cho nó sanh khởi. Tinh tấn trong sự phòng hộ các căn, tinh tấn trong sự tu tập, các cái thiện pháp, giữ gìn các cái thiện pháp, không cho nó rơi mất, nó sót mất. Tinh tấn đoạn trừ tham sân si. Khi mình nhìn thấy biết nó ở trong năm uẩn. Này các tỳ kheo, trong khi các ông đi, đứng, ngồi, nằm mà dục tầm sanh khởi lên, những si tầm về dục, những si tầm về sân hận sanh khởi lên, những cái si tầm về hại sanh khởi lên, thì các ông phải liền gấp rút nhanh lẹ mau chóng tẩy sạch trừ diệt, làm cho nó không còn hiện hữu. Thì người như vậy là cái người tinh tấn ưu việt trong giáo pháp của Như Lai. Giống như một người mà đội cái khăn trên đầu mà cái khăn nó bị cháy, thì nó phải gấp rút mau chóng nhanh lẹ dùng tất cả những cái cách dập tắt, quăng cái khăn đó xuống dập tắt nhanh chóng. Đó là người tinh cần tinh tấn tha thiết trong sự học hỏi hành trì tu tập. Còn nếu một người mình thấy sân, thấy dục, thấy tham sân si bản ngã trong nội tâm mà cứ diệt để, này có tỳ kheo, đó là một cái hạ liệt thấp hèn lười nhé, hèn hạ ở trong giáo pháp của Như Lai. Tăng Chi Bộ Kinh tha thiết niệm tuệ và trong tương lai khát vọng niệm tuệ, chánh niệm và tuệ quán. Chánh niệm là trú tâm trong tứ niệm xứ, luôn luôn nhớ không được quên, nhìn lại thân thể, nhìn lại cảm giác, nhìn lại nội tâm, nhìn lại các pháp nó vận hành, đó là gọi là chánh niệm. Tuệ là tuệ tri, là tuệ quán, là tuệ giác, là trí huệ. Không phải nhìn lại là đủ, không phải nhớ là đủ, mà phải dùng cái thánh tuệ, thánh trí trừ khử, thanh lọc, tẩy rửa, diệt tận. Vì tha thiết ở trong cái chánh niệm và trí huệ đó đó, đó là thù diệu sự. Thứ sáu, tha thiết ở trong cái chánh niệm và ở trong cái trí huệ, thật là tha thiết, tha thiết lắm, tha thiết vô cùng, quý báu vô cùng, trân trọng vô cùng cái chánh niệm và cái tuệ giác. Nãy nói anh chơi mà giờ có thật rồi đó, là hơn 11 giờ rồi. Pháp nó đang diễn ra, thật pháp. Và cái cuối cùng là gì? Tha thiết thể nhập tri kiến, và trong tương lai khát vọng thể nhập tri kiến. Một cái tấm lòng khắc khỏi, một cái tâm nhiệt thành nóng bỏng cháy rực, còn hơn mà lúc mà mới yêu. Đối với cái pháp mà yêu thích quý mến còn hơn người yêu. Mỗi ngày không nghe là chỉ không nói, mỗi ngày không ngồi thiền là chỉ không nói, thiếu quán một chút là thiếu là không được, còn hơn người yêu cơ. Không thể rời một phút giây nào hết. Đối với cái mà người ta thể nhập tri kiến của bậc thánh, thể nhập tri kiến đây là thể nhập thánh tri kiến, nói đầy đủ là thánh tri kiến.
thể nhập cái thánh trí năm uẩn vô ngã, thể nhập cái thánh tuệ tứ đại trống rỗng vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Tha thiết cả một tấm lòng nhiệt quyết tương tư, lúc nào cũng nhớ, lúc nào cũng nghĩ, lúc nào cũng muốn, lúc nào cũng tiếp xúc, muốn tiếp xúc, muốn được gặp, muốn được xúc chạm với cái thánh pháp đó, với cái tri kiến đó, khao khát mà cháy bỏng chết cũng được, gục ngã xuống chết liền tại chỗ cũng được, miễn sao mà thể nhập thánh tri kiến. Đó là khát vọng, một sự khát vọng. Đức Phật dùng cái từ mà khát vọng, thì đối với kia là khát ái, khao khát đối với cái ái dục, đối với cái tham dục, đối với cái ngũ dục. Thì bây giờ cái này là mình khao khát đối với cái sự và thể nhập thánh tri kiến, phải đem cái tâm đó mới được. Chứ còn giờ cái kia thì mãnh liệt mạnh mẽ, còn này thì trích rồi trích rồi. Có cũng được, không có cũng không sao. Tu cũng được mà không tu cũng không sao. Học cũng được mà không học cũng không sao. Không có tha thiết, không có khát vọng, làm sao thể nhập được thánh tri kiến? Hiện tại đây là phàm tri kiến, cái thấy biết của phàm, cái thấy biết của tham, của dục, của ái, của vô minh, của chấp ngã, của khen mình chê người, của ta đây, của tự đắc, của bản ngã. Mà phải tha thiết để thể nhập cái tri kiến của bậc thánh, không còn một cái gì nữa ngoài cái mục đích này. Từ đây cho đến ngày mình nhắm mắt, còn cái gì nữa đâu mà thương với sợ, có cái gì để cho mình thương và có cái gì để cho mình sợ thật sự, ngoài cái thánh pháp này, cái thánh trí này, cái thánh quả này, cái thánh đạo này. Tha thiết cháy bỏng cứ việc bỏ ăn bỏ ngủ không sao hết, bớt ăn bớt ngủ ngày đêm, ngày đêm học hỏi nghe nghiện ngẫm quán chiếu tư duy tu tập thiền tịnh quán pháp niệm tuệ nhiếp phục lòng dục tinh cần tinh tấn giống mạnh là mình được bảy cái thù diệu sự. Cái thù diệu này tuyệt diệu lắm, xác lập kỷ lục tâm linh kỳ quan của người xuất gia, kỳ quan của Phật giáo thế giới là bảy cái thù diệu sự này nè, chứ không phải xây đồ này kia làm ngoài, cái đó chuyện của người khác để người cư sĩ lo. Đây là xác lập kỷ lục của hiền thánh, xác lập kỷ lục của tâm linh, xác lập kỷ lục xuất thế gian. Sung sướng không? Phấn khởi không? Hân hoan lên, nóng bỏng lên, phải không? Mạnh mẽ lên. Cái Thế Tôn đi đến đâu là Thế Tôn là khuyến khích, nhắc nhở, làm cho phấn phát, làm cho phấn khởi, làm cho hân hoan. Ngày đêm thực hành thiện pháp. Đó. Này, Sa Lợi Phất, bảy cái thù diệu sự này, bảy cái sự việc thù thắng di diệu này nè, được ta tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt an trú và tuyên thuyết. Tự bản thân ta, Sa Lợi Phất, tự bản thân ta với một cái trí huệ tuyệt diệu, ta đã chứng ngộ điều này, ta đã chứng đạt những điều này, ta đã ở trong những điều này, tôi gọi là an trú. Và hôm nay ta đã tuyên thuyết diễn nói những cái điều này. Sa Lợi Phất, hãy nhớ cho kỹ, thành tựu bảy cái điều thù thắng di diệu này. Này Sariputta, tỳ kheo, nếu trong 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh,
thật là vừa đủ để nói rằng vị tỳ kheo ấy đáng được tán thán. Nếu mà trong 24 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh thì thật là vừa đủ để vị tỳ kheo đó được mà nghĩa là khen ngợi, là tán thán. Hay là trong 36 năm thì tỳ kheo ấy đáng được tán thán. Nếu mà trong 48 năm hành trì viên mãn thanh tịnh cái phạm hạnh, thật là vừa đủ để cái vị tỳ kheo ấy đáng được tán thán. 12 năm, 24 năm, 36 năm hay là 48 năm cũng đều được khen ngợi hết. Mà phải thành đầy đủ 7 cái thù diệu sự này. Tự kiểm tra lên mình coi có đầy đủ 7 cái này hay không.